bạn đang đến với kênh Top Sao Hàn và như thường lệ ngay sau đây hãy cùng mình tổng hợp những tin tức thú vị có trong ngày. Dù ra mắt đã gần 2 năm, fancam Fake Love của Jimin thì vẫn giữ nguyên sức nóng của nó và giúp main dancer của BTS lập phút số kỷ lục vô tiền hoàng hậu cho Kpop. Jimin được mệnh danh là ông hoàng fancam của K-pop vì anh sở hữu hàng loạt video biểu diễn có lượt view cao ngất ngưỡng. Mới đây thì fancam nam idol biểu diễn ca khúc Fake Love trên sân khấu And Countdown vào ngày 31 tháng 5 năm 2018 đã cán mốc 100 triệu view, giúp chàng main dancer của BTS bỏ túi thêm kỷ lục mới. Fancam Fake Love của Jimin đạt thành tích khủng như trên sau 1 năm 9 tháng và 6 ngày lên sóng. Kết quả này đã giúp Jimin lập kỷ lục là idol K-pop đầu tiên có fancam cán mốc 100 triệu view. Hiện tại thì đây cũng là solo fancam được xem nhiều nhất trong lịch sử K-pop. Khi mới ra mắt thì video biểu diễn của nam idol sinh năm 1995 từng gây bão trên diện rộng vì thần thái hút mắt, vũ đạo đỉnh cao. Đây còn là fancam đầu tiên của idol đạt top 1 trending Hàn Quốc. Với kỷ lục mới này thì một lần nữa Jimin đã khẳng định ngôi vị ông hoàng K-pop, chứng tỏ sức hút đáng kinh ngạc của mình trong mắt công chúng và người hâm mộ. Xin chúc mừng Jimin và bạn đã xem fancam này hay chưa? Hãy để lại bình luận bên dưới comment nhé và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.